Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe đến từ dự án MTG DAO và cái nền tảng Launchpad DAO Maker. Thì đây là một cái dự án sắp tới, nó sẽ được mở bán Public SSO, tức là một cái hình thức dành cho Strong Holder của cái nền tảng DAO Maker. Đấy, tuy nhiên là anh em có thể kiếm được cái đồng token MTG free bằng cái việc là chúng ta sẽ vote cũng như là hoàn thành các cái nhiệm vụ để chúng ta có cơ hội nhận Europe ở trong cái dự án này. Thì đây là một dự án cũng rất là tiềm năng khi mà nó được SHO, Public SHO ở trên nền tảng DAO Maker, một cái nền tảng Launchpad có thể nói là thuộc top, một trong những cái nền tảng top hàng đầu về Launchpad và đã có rất nhiều dự án thành công ở trên này. Đấy, thì hiện tại ấy, cái kèo Europe thì anh em sẽ cần phải vào làm gấp cho mình nhá, bởi vì thì nó còn khoảng 3 ngày nữa thì nó sẽ kết thúc thôi. Đấy, nên là anh em sẽ cần vào làm gấp cho mình. Thì đầu tiên để các bạn có thể tham gia thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để ở trong phần mô tả. Đây. Sau khi mà các bạn vào link thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối với cái ví MetaMask của chúng ta. Các bạn lướt xuống ở cái phần này và chúng ta chọn vào Connect Wallet to Vote. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành là connect với cái ví MetaMask của các bạn mạng BEP20 nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành connect với ví MetaMask này. Nếu mà các bạn sử dụng ở trên điện thoại ấy, thì các bạn sẽ cần phải vào cho mình cái trình duyệt ở trên ví. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt ở trên ví MetaMask hoặc là trình duyệt ở trên ví Trust Wallet thì đều được. Rồi, chúng ta sẽ nhấp vào phần connect này. Đấy, sau khi các bạn connect xong ấy, thì các bạn sẽ xác nhận ký ở trên ví MetaMask nha. Còn lúc nãy mình ký rồi nên là nó tự kết nối vào luôn. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy có một cái phần vote này. Thì chúng ta sẽ tiến hành vote free. Đây, các bạn nhấp vào cái phần vote này. Đó, thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái giao diện làm nhiệm vụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, các bạn sẽ hoàn thành cho mình các cái nhiệm vụ ở phần phía dưới này. Đây nhá, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là nhiệm vụ share link code. Thì cái nhiệm vụ này sẽ là cái nhiệm vụ mà các bạn mời bạn bè, các bạn copy cái đường link để chúng ta mời bạn bè. Đấy, còn cái nhiệm vụ thứ hai, cái này thì các bạn làm được này, đó là chúng ta sẽ follow ở cái trang DAO Maker. Thì các bạn sẽ tiến hành connect với cái trang Twitter của các bạn. Đấy, sau khi chúng ta connect xong ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là follow này. Rồi, nó sẽ tự động mở ra và các bạn sẽ follow cho mình cái trang DAO Maker. Đấy, có tích xanh luôn, nên là yên tâm về cái mức độ uy tín. Ok, và sau khi mà chúng ta đã follow xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc đợi thôi các bạn ạ. Đây, nó sẽ cập nhật sau mỗi 15 phút nha. Đấy, và 15 phút sau các bạn load vào lại thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệm vụ này nó đã báo hoàn thành. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ follow một cái trang tiếp theo, đó là trang của dự án MTG DAO. Chúng ta sẽ follow nó. Rồi ok. Tiếp theo là các bạn sẽ xem qua cái trang Twitter của nó. À, ở đây thì nó yêu cầu là xem qua cái trang SSO của nó. Rồi này. Thì chúng ta sẽ nhận được một cái point này. Đấy, với cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được ngay. Còn với hai cái nhiệm vụ follow phía trên ấy, thì sau 15 phút thì các bạn vào, thì ở đây nó sẽ hiện cái phần là continue này. Đấy, và chúng ta sẽ nhận được làm point ở đây, cái điểm point ở đây nhé. Đó, và ngoài ra tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành thì cái nhiệm vụ này ấy, thì nó yêu cầu là chúng ta cần phải hold cái tài sản ở trong ví tương đương với khoảng trên 10.000 đô. Đấy, tuy nhiên là cái nhiệm vụ này thì anh em cũng không cần phải làm, bởi vì nó chỉ nhận được là 0,13 point thôi, cũng không đáng bao nhiêu nên các bạn có thể bỏ qua. Rồi còn cái nhiệm vụ cuối cùng là DAO Power. Thì với cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ cần phải stake cái đồng DAO, là cái đồng coin government của cái sàn DAO Maker này. Đấy, thì nếu mà các bạn có cái đồng DAO này thì chúng ta stake vào. Còn nếu không ấy, thì các bạn có thể bỏ qua cái nhiệm vụ này luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem về cái phần stake này. Đấy, mình thì mình sẽ bỏ qua, bởi vì sao? Bởi vì mình không có DAO. Đấy, và những cái nhiệm vụ này ấy, thì nó cũng không cần thiết lắm. Nếu mà các bạn muốn stake thì các bạn có thể mua cái đồng DAO này ở trên PancakeSwap hoặc là ở trên DAOSwap luôn. Đây, chúng ta mua ở trên DAOSwap luôn. Các bạn sử dụng BUSD hoặc là sử dụng USDT thì các bạn có thể mua. À, đây thì nó chỉ hỗ trợ là BUSD thôi.
Đấy. Thì các bạn sẽ mua ví dụ như 100 đô nhé. 100 đô thì khoảng được 117 cái đồng DAO này. Sau khi mà mua xong á, thì các bạn sẽ tiến hành vào ở trong cái DApp của nó để chúng ta stake DAO. Đó. Đây sẽ có cái phần nhập cái số lượng mà chúng ta muốn stake này, rồi là nhập cái ngày mà các bạn muốn stake, ví dụ như các bạn muốn stake 2 ngày. Đấy, hoặc là max là 1095 ngày. Đấy thì các bạn sẽ nhập cái số lượng ngày mà chúng ta muốn stake ở đây. Thì khi mà các bạn stake ấy, thì nó cái số lượng mà token của các bạn stake nó sẽ bị khóa lại. Đấy, và đây là cái lợi nhuận mà chúng ta sẽ nhận được trong cái khoảng thời gian stake, ví dụ như stake 2 ngày chẳng hạn. Đấy thì lợi nhuận hình như min là 30 ngày các bạn ạ, thì lợi nhuận sẽ là 49% này. Đấy, còn nếu chúng ta stake nhiều hơn thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Đó. Thì đây là một cái phần stake dành cho những cái bạn nào mà chúng ta có cái đồng DAO Maker, hoặc là các bạn muốn hold cái đồng này để nó tăng giá trong tương lai. Còn không thì các bạn chỉ cần hoàn thành 1, 2, 3 cái nhiệm vụ chính này cho mình. Và đặc biệt là với cái nhiệm vụ mà xem cái fanpage ấy, thì cứ 6 giờ các bạn vào chúng ta xem một lần để các bạn nhận được một cái point này. Đấy, các bạn thấy cái nhiệm vụ 10 bạn bè chỉ nhận được 0,006 point thôi. Đấy, nhưng mà cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải xem đều và các bạn có thể kiếm được free. Thì cái nhiệm vụ này cứ 6 giờ thì các bạn vào đây các bạn thực hiện một lần thì chúng ta sẽ nhận được một point. Đó. Còn cái phần DAO Power này thì khi mà các bạn stake càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều point nhé. Đấy, và hôm sau cái point này thì nó sẽ có cái tỷ lệ quy đổi. Đấy, và sẽ chia theo cái tỷ lệ cho những cái người mà tham gia vote, tham gia Europe ở trên cái nền tảng này. Đấy, và đây là hiện tại đây là số point của mình này. Đó. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể là 10 bạn bè. 10 bạn bè thì chúng ta sẽ kiếm được là 0,06 point trên một rep. Đấy, nói chung là nó khá ít so với cái việc là chúng ta thực hiện đều cái nhiệm vụ này. Nên tốt nhất là các bạn nên ưu tiên cái nhiệm vụ 6 giờ một lần này để chúng ta có thể kiếm được thêm nhiều point. Ok, và lúc nào mà kèo Europe này nó trả hoặc là nó có cập nhật gì thêm thì mình sẽ thông báo cho anh em ở trong Telegram của CCA Channel. Đấy, ngoài ra thì ở trong CCA thì hiện tại cũng đang có rất là nhiều kèo Europe để cho anh em chúng ta có thể tham gia. Thì các bạn có thể join vào đây để các bạn cập nhật thông tin cũng như là chúng ta không bỏ sót những cái kèo Europe chất lượng. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.